biết chị cũng sang Việt Nam chơi còn lâu không? Con đang thuyết phục con trai bác để nghiên cứu âm nhạc của anh ấy. Tính cách của em, người Việt Nam gọi là bướng bỉnh. Vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu từ đâu? Là lần anh Việt ướt đi tầm Thanh Thủy, hay là những cơn mưa rào ở Huế, là đóa hướng dương của thanh xuân, hay là những lần anh gặp Mai ở Đà Lạt? Mai, anh Sơn, chị Công Sơn và Khánh Ly. Mọi người đều tò mò giữa anh và Khánh Ly có chút tình yêu lãng mạn nào không? Anh Sơn vừa mới yêu tình yêu của anh. Nghệ sĩ cũng cần phải có lập trường chính trị. Người nghệ sĩ không nên đứng về phe nào. Hòa bình đảm nó độc lập. Có nhiều làm thơ ở quan anh. Sao anh chưa bao giờ cưới vợ? Em phụ tôi một thời bé dài, thơ dài ra đi không nhớ. Xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vơ víu cho tâm hồn. Quên hết tình tôi. Đã có rất nhiều ngày tuyệt vọng, tôi cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Và khoảng khắc quyết định ấy, trái tim anh đã chẳng ai. Nợ lại lần này trong cõi đời.